Bây giờ bạn nào có muốn có quà, chú Exido sẽ đến cho một cái mời và chúng ta hãy lên đây để chú Exido tặng quà nha. Bạn nào giỏi sẽ được tặng một bản giấy mèn đó nha. Lên đây đi nào, lên đây con trai. Nhớ là nó chạy lên, chứ không có trò đâu mà nhà. Cái trò ai nhéo tôi vậy? Hello, hai coi, hai coi. Yeah, được không hai coi? Yeah, rồi chúng ta xếp hàng vô nha. Yeah, yeah, yeah. Con trò đâu siêu quậy. Rồi, xếp hàng vô siêu quậy, hai anh em đừng có quậy quá, đứng vô hàng cho chú coi. Rồi, đứng đây, đứng đây. Rồi, bây giờ, rồi, con gái lên đây. Lên đây, lên đây chú thưởng quà. Rồi, mình sẽ đếm xem mình có bao nhiêu bạn nha. Hai bạn gái lên đây. Nào, mình đếm xem mình có bao nhiêu bạn nha. Không phải, con là người đầu tiên là con lớp 1 thôi nha. 2, 3, đếm. 1. Đúng rồi. 2. Rồi. 3. 4. 4. 5. 6. Quốc hả? Người Hàn Quốc hả? À, người Đài Loan hả? Rồi, mời các con vô đây. Vô nhà chú, đứng xung quanh các cái ghế, cứ đèo bước 1, 2, 1, 2. Bây giờ nha, bây giờ mình sẽ đứng xung quanh các cái ghế nhạc. Có ba Gangnam Style nhảy lên, mở lên các bạn nhảy Gangnam Style, nhảy Gangnam Style không? Nhảy xung quanh các cái ghế nha. Nhạc tắt một cái mình dành cái ghế mình ngồi. Ai mà ngồi lâu có sẽ quà nhiều hơn ha. Rồi con gái đứng lên. Những vị có cần chơi nhạc không? Không luôn hả? Cảm ơn ba bạn và ba bạn nhiều chỗ. Rồi, để đến đây chút. Rồi.
rồi bây giờ các con đứng lên sẽ lấy bớt hai cái ghế rồi tiếp tục nha để xem ai là người bị gọi nha. Bước nửa bước là ok rồi, mời con bước sáu bước chân, bước một
2, 3, 4, 5, 6, thôi, được rồi. Rồi, bây giờ chuẩn bị nha, thủ thế nha. Rồi, đây sẽ dành giải nhất của cuộc thi ngày hôm nay. Theo các bạn, ai là người dành giải nhất, các bạn nào đoán không? Đoán trúng chú sẽ thưởng cho con chiếu nè. Rồi, mời bạn gái lên đây. Có đoán không? Muốn đoán thì chạy lên đây, nhanh lên. Rồi, chạy lên đây. Rồi, hai bạn thôi, hai bạn thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, nhanh lên, nhiều một cái rè chạy. Chào bà nghĩa các cô chú, cái coi hai người đẹp. Trời ơi, giặt hè vậy đó. Con tên gì? Trang Đức. Rồi, bạn Đức sẽ chọn ai? Tại sao chọn bạn bên này? Dạ, bên này. Thấy bạn ấy sao? To, khỏe, chạy nhanh hay là đẹp? Nhanh. Rồi, con sẽ chọn ai? Chọn bên này luôn. Trời ơi, chết rồi, con một con vé mà hai người chọn luôn. Lỡ bạn giặt duy nhất lấy đâu ra cứ tặng ra chợ luôn. Rồi, quyết định kỹ chưa? Rồi, vô đây. Mời hai bạn vô đây. À, hai bạn sẽ làm đồng tài nha. Để xem ai là người giành giải nhất nha. Thủ thế nha. Thủ thế một cái. Thủ thế. Đi chạy đua là mình phải thủ thế. Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn bị. Nào bà con, cho các cháu một chào ở đây thật to. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Mới đến có hai giờ. Mới đến có hai giờ. Con gái ơi, một chỗ. Trời ơi, trời ai gian? Ai bên làm gian hết. Rồi, chuẩn bị nha. Bây giờ ba cái cháu cùng đếm luôn nha. Đếm coi, con gái lùi xuống chút, con gái lùi xuống.